Chào các bạn, mình tiếp tục chia sẻ vấn đề về nuôi cá koi trong cái hồ tự nhiên. Thì các bạn thấy đây là những cái con cá mà mình đã thả cái cách đây khoảng cái chừng 5 tháng các bạn. Đó, thì cá phát triển rất là mạnh luôn. Thì trong này có những cái con size rất là lớn luôn. Các bạn để ý ở đây mình có thả những con cá chép. Đó. Những con cá chép. Thì những cái con cá này mình thả vô mục đích là để cho nó cái hồ này nó rộng các bạn. Đó, mình thả thêm để mình có thêm thu nhập. Đó thì với việc thử thả cá chép, cá chấm thì mình thấy là nó phát triển rất là mạnh luôn các bạn. Đây có những con rất là to luôn. Thì với việc mà các bạn thả như vậy thì mình nghĩ là phát triển được. Ở đây mình thả 10 ký cá koi các bạn, koi lai thôi, nhưng mà mình thấy cái mức độ phát triển nó rất là tốt. Thì nếu các bạn có cái ao như vậy nè thì mình cứ làm thử đi, mình thả 10 mấy ký xuống thì sau này mình tuyển chọn lại các bạn. Mình chọn lại khoảng cái chừng được khoảng 20-30 con tuyển thì mình nghĩ cũng được rồi. Thì với cái cách nuôi này thì cá mình nó lên màu tự nhiên rất là đẹp. Và cái khả năng lớn của nó rất là nhanh. Nó lớn nhanh lắm. À, mình thấy là rất là tốt. Thì nó ăn cái thức ăn tự nhiên các bạn. Đó, đồng thời mình có bổ sung một ít cám thôi. Cho nó cá của mình nó ăn ít lại, cái chủ yếu là cái body nó đẹp, nuôi theo cái hướng tự nhiên các bạn. Thì sau này mình sẽ tuyển chọn được những cái con mà đẹp. Các bạn thấy không, rất là nhiều luôn và nó cũng ít chết như các bạn. Thì thời gian đầu mình thả xuống thì 1-2 tuần đầu thì chỉ có 2-3 con. Thì sau này nó đã quen được cái nước á, quen cái cách nuôi như vậy nè, thì bắt đầu là nó phát triển lên rất là mạnh. Thì cái xu hướng bây giờ là mình nuôi như vậy nè, thì mình sau này mình tuyển chọn những con cá đẹp á, thì các bạn bỏ trong cái hồ các bạn nuôi á thì nó sẽ khỏe, ít bệnh tật hơn, tại vì này sống môi trường tự nhiên. Còn thức ăn ở đây thì nó có những cái sinh vật phù du nè các bạn, đó, trong rêu rồi sinh vật phù du rồi bùn ao rồi đó, thì nó sẽ phát triển tốt. Chào các bạn tham gia. Còn khu vực xung quanh thì mình bố trí những cái lưới các bạn. Đó, mình vây lại để cho mưa, cái hồ này nước dâng lên thì nó không có thoát ra được. Thì mùa mưa vừa rồi là nó không có lên cao. Cái vấn đề mình ngại nhất khi mà mình nuôi ở đây là vấn đề phân bón các bạn. Đây các bạn để ý xung khu vực xung quanh, người ta trồng cà phê nè. Thì khi người ta bỏ phân xuống cái vườn của người ta thì mưa nó sẽ đưa cái phân này xuống cái ao. Đó là cái mình sợ nhất, là khi mà mình thả xuống ao này. Nhưng mà kết quả thì cá vẫn sống bình thường các bạn. Thì cái video này mình quay để kết luận một điều là các bạn nuôi cá này hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn tốt được. Không cần phải xử lý cái nước, không cần làm gì đâu các bạn. Cá chép cái bản tính của nó là nó sống được phổ rộng và nó rất là tạp ăn, nên là mình nuôi được. Rồi, chào các bạn nha. Chúc các bạn thành công với cái mô hình nuôi cá này.